Hoàng Trọng Thùy trở lại với quý khán thính giả trong phần tin tức của Liên đoàn Gòn TV vào sáng thứ hai hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2015 trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo chúng tôi đang đề cập đến vấn đề chuyển động mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trên khắp thế giới ngày hôm nay và chiều hướng chuyển động này là đi xuống thưa quý vị bước vào thời kỳ Chỉnh đổi Correction Hôm nay Dow Jones sáng nay Có lúc mở cửa xuống 1.000 điểm Sau đó gỡ lại Chỉ mất khoảng 445 điểm mà thôi Dow Jones đang bước dần Và có lúc xuống tới 15.000 Mấy trăm điểm thôi 16.014 Như vậy tính tới thời kỳ cao nhất Của đầu năm nay 2015 Có lúc Dow Jones lên trên 18.000 điểm Và đến ngày hôm nay Tức là 8 tháng sau ngày huy hoàng Vàng kim của những ngày tháng đầu năm 2015 mất 2.000 điểm thưa quý vị. 2.000 điểm nhiều lắm. Cho nên tất cả những ai đổ tiền vào chứng khoán từ đầu năm hoặc là cuối năm 2014 cho đến giờ phút này không lời một xu tan nào hết, không có lời. Nếu như vẫn để nguyên toàn bộ những cổ phiếu của quý vị trong thị trường chứng khoán và không có di chuyển. Nhưng mà nếu mà quý vị di chuyển nó sai đó thì quý vị còn mất nhiều hơn nữa còn di chuyển đúng thì quý vị có thể có lời nhưng mà với những người trao đổi bình thường đó họ đâu có di chuyển nhất là những quý vị nào để dành tiền để đầu tư cho về lâu về dài nhất là về hưu đó còn hai ba chục năm nữa về hưu mà bây giờ bỏ tiền vào đó thì à, lời khuyên quan trọng nhất là cứ để yên ở đó bởi vì quý vị đụng vào đó thì có nguy cơ là mất luôn đó còn quý vị để yên thí dụ như Thời kỳ suy thoái của Hoa Kỳ năm 2006 kéo dài cho đến 2010 luôn đó. Thì cái khoảng thời gian đó nếu quý vị mà rút tiền bán tháo Thì xem như quý vị có thể mất trắng Bởi vì lúc đó đó thị trường chứng khoán nó giảm xuống 50% mất phân nửa Nhưng mà những quý vị nào còn để nguyên đừng đụng gì hết Vẫn để nguyên hết tất cả đừng đụng gì hết Thì quý vị lại lời được 50% Bởi vì có lúc thị trường chứng khoán từ mức .000 điểm nhảy lên đến 18.000 điểm gấp đôi tho lời lắm nhưng mà trong thời gian này thì nếu quý vị với lại người ta nói đó à, vậy quý vị còn khoảng 5 năm nữa về hưu đó thì hầu như không ai mà đổ tiền vào những cái chỗ mà nó nguy hiểm hết bỏ tiền vào bon thí dụ như là công trái phiếu nó lời ít thôi nhưng mà nó bảo đảm là quý vị không mất nhiều tiền bởi vì đến khi quý vị về hưu và bắt buộc nếu quý vị bỏ tiền vào trong IRA, uh, Roth IRA vân vân thì quý vị bắt buộc phải rút tiền ra theo quy định của chính phủ Hoa Kỳ 70 hay, uh, tuổi uh, 70.5 hoặc là 69.5 quý vị phải rút tiền ra và có thể thời điểm này mà nếu mà quý vị bỏ tiền vào chứng khoán mà đầu tư vào những cái trường hợp như thế này đó thì chắc chắn quý vị thiệt hại nặng bởi vì phải chờ một thời gian khá lâu thì số tiền đầu tư quý vị mới ổn định trở lại. thì bây giờ thực sự không biết được đến khi nào thì thị trường chứng khoán lại lên hay là sẽ tiếp tục đi xuống đi xuống đi xuống và đi xuống đến mức nào không ai biết được hết bởi vì nếu biết được thì họ đã tỷ 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 phú ngay cả ông Warren Buffett ông đâu có thể nào ông dự đoán được cái tình hình nghĩa là ông cũng có thể biết được rồi đó nhưng mà quản trị cả một cái nguồn tài sản khổng lồ bao nhiêu ngàn tỷ đô la đó thì ngay cả Warren Buffett ông cũng tuyên bố ông không thể nào ông biết trước được cái gì hết nhưng mà ông ông chỉ cho biết như thế này nếu mà quý vị thấy một công ty tốt mà thấy không có gì thay đổi thì cứ tự giữ tiền vào công ty đó lên xuống là chuyện rất bình thường của chứng khoán Dow Jones lúc này xuống 451 điểm, S&P 500 xuống 57 điểm, còn có 1913 mà thôi. Thị trường uh, Nhật Bản, uh, Vâng uh, hang Sơn, uh, Thượng Hải, Hồng Kông đều bị tụt giảm. Đây là thị trường châu Á, màu đỏ xuống hết. Và đặc biệt là Trung Quốc xuống tới gần 9%, 8.46% xuống thế thảm 300 điểm. Coi như trong thời gian qua là thị trường Trung Quốc mất 1 phần 3 trị giá các cổ phiếu nhiều người mất trắng. Nhiều người mất như thế này nè, nếu mà họ đổ tiền vào họ mua những cái chứng khoán đầy rủi ro, chứng khoán lúc đó là thí dụ như quý vị mua một cái cổ phiếu của Khốc đi là 5 đồng mà thị trường xuống mà xuống như trong thời gian vừa qua đó là mất trắng luôn và có điểm đó nhiều người mượn tiền để đầu tư. ô oh, cái này mới là cái thê thảm bởi vì thị trường chứng khoán cho phép quý vị mượn tiền thêm nữa. Có khi quý vị có 10, bỏ vào 10 đồng quý vị mượn được 10 đồng để đầu tư. Mất hết. Đã vậy mất 10 đồng vốn của mình mất luôn cái tiền mà quý vị mượn nữa cho nên bây giờ những người mà rất nhiều người uh, lao động Trung Quốc họ để dành khá nhiều tiền 50.000 ngàn, 100.000 ngàn trong thời gian qua họ nghe lời suối dại của những người khác để đổ tiền đầu tư bây giờ mất trắng bây giờ tiếp tục nhiều vợ chồng già đó phải đi làm lụng mỗi một tháng phải trả tiền lời và họ nói cái tiền lời này sẽ trả suốt đời luôn cũng chưa hết và à thị trường châu Âu cũng xuống đậm trong ngày hôm nay nói chung commodity tức là thị trường nguyên vật liệu đó thưa quý vị chẳng hạn như là khí đốt, giá bắp, vàng vân vân. Wheat cũng xuống luôn nữa tức là bột mì cũng xuống, nói chung là nhìn hết thị trường ngày hôm nay à, vàng thì có lúc lên được vài chục sen có lúc xuống trở lại và điều này cho thấy rằng là giới đầu tư không tin tưởng ở bất cứ một cái điều gì khác. Ngoại trừ là có thể họ sẽ bỏ tiền vào công trái phiếu nhiều năm để gỡ lại phần mất của họ trong ngày hôm nay. Rất là nhiều người day trading đó, trao đổi hàng ngày thì họ mất nhiều tiền lắm trong cái thời, thời gian này. Còn những người mà đầu tư lâu dài thì họ như chúng tôi đã nói đó là để nguyên tiền ở đó. À, dầu xuống dưới mức 40 đô bây giờ còn có 38 đồng 84 cent dầu hỏa cũng gây ảnh hưởng khắp thế giới và ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy thị trường S&P 500 trong vòng 5 năm qua. Cho nên như chúng tôi đã nói quý vị đầu tư vào thời điểm này đó là 1113 5 năm sau mặc dù xuống nhưng vẫn còn ở mức 1860 1921. Thị trường Dow Jones cũng thế thưa quý vị, có lúc ngày hôm nay người ta nói rằng các tin đoán đó Is the end of this bull market? Get ready for the 2015 market crash. Họ nói rằng cái thời kỳ mà thị trường tiếp tục lên đã hết rồi. Hãy chuẩn bị cho năm 2015 thị trường chứng khoán sẽ bị vỡ tan. Thưa quý vị, hình ảnh cho thấy mọi người đều đầu tư đổ xô nhau bàn tán rất nhiều trong ngày hôm nay và mỗi khi mà thị trường bị hỏng như thế đó thì quý vị nhìn thấy những bức hình cho thấy rằng giới đầu tư rất là buồn bã trong ngày hôm nay nhưng mà mỗi một ngày đều có các công ty ra IPO và vì thế khuôn mặt họ dạng rỡ mặc dầu đôi khi vào cái thời điểm này mà ra IPO thì là đau buồn vô cùng bởi vì cổ phiếu của họ vừa bán ra thì không có ai muốn mua hết và ở Nga cũng thế, ồ oh, Nga hôm nay thê thảm luôn. Bởi vì đồng rúp của Nga, vâng, trị giá tiền tệ của Nga so với đồng đô la hôm nay dưới mức 71 đồng rúp đổi lấy 1 đô la và có thời gian đụng tới mức 80 rúp để đổi lấy 1 đô la xuống thê thảm. Mà quý vị còn nhớ thời kỳ mà Soviet á một đồng rúp nhiều hơn một đô la luôn đó. một đồng rúp đổi lấy hơn một đô la mà bây giờ là 80 đồng rúp đổi lấy một đô la cách đây một năm 33 rúp đổi lấy một đô la quý vị có thể tưởng tượng không đồng rúp nó mất giá thê thảm bởi vì đồng rúp dựa vào tiền dầu nga phát triển được trong thời gian qua là nhờ dầu hỏa Thế nhưng khi mà Nga lấn chiếm Crimea của Ukraine thì đụng phải lệnh cấm vận của châu Âu, Hoa Kỳ và chưa kể Saudi Arabia nhìn thấy Hoa Kỳ đang phát triển dầu hỏa một cách mạnh mẽ thì Saudi đã quyết định phá giá thị trường. Saudi Arabia đã phá giá dầu, họ để cho giá dầu tụt giảm và thậm chí tiếp tục bơm thật là nhiều dầu vào thị trường, gây ảnh hưởng đến khắp trên thế giới này. Venezuela, các quốc gia sản xuất dầu hỏa đều bị thê thảm ngày hôm nay. Nước Nga đang đi vào thời kỳ suy thoái kinh tế, thưa quý vị. Và ông Putin, ông nói rằng là trong kỳ đến New York sắp tới đây để họp ở Hội đồng Bảo Liên Hiệp Quốc, thì ông cũng ngỏ ý ông muốn gặp Obama. Putin bây giờ bắt đầu dịu rộng rồi, bắt đầu sợ hãi bởi vì thấy rõ ràng nền kinh tế của nga đang gặp khó khăn vô cùng, thê thảm lắm. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến thế giới trở lại với ba binh sĩ Hoa Kỳ nhận lãnh huy chương danh dự nhất của nước Pháp ngày hôm nay nhờ sự hy sinh xả thân mình để cứu nhiều mạng người trên chuyến xe lửa vào tuần qua mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết